Chiều tối qua có các điểm mưa to ở Nam Bộ, khả năng mưa tiếp tục xuất hiện trong hôm nay. Diễn biến thời tiết cụ thể sẽ như thế nào, chị Hằng My? Dạ vâng, khả năng mưa sẽ vẫn lặp lại trong hôm nay và có thể sẽ đến sớm hơn so với hôm qua đấy ạ. Theo dự báo, khu vực các tỉnh phía Bắc miền Đông như là Bình Phước, Đồng Nai và ven biển phía Tây khả năng sẽ có mưa từ sáng. Sau đó về trưa chiều đến chiều tối, mưa có thể xuất hiện ở những tỉnh thành khác. Mưa diện rải rác, cục bộ có điểm mưa to trên 50mm. Quý vị cần lưu ý, trong cơn dông có thể đi kèm theo lốc sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Những cơn mưa xuất hiện đều đặn trong những ngày này cũng chính là một dấu hiệu cho thấy Nam Bộ sắp chuyển mình vào mùa mưa. Bởi vậy, quý vị cũng nên có chuẩn bị sẵn, luôn mang theo bên người ô hay là áo mưa trước khi ra khỏi nhà. Đồng thời, quý vị cũng nên dành thời gian sắp xếp và dọn dẹp lại nhà cửa, tránh để đọng nước ở các dụng cụ hay là những nơi trũng thấp quanh nhà, bởi đây có thể là nơi phát sinh muỗi. Còn về nhiệt độ hôm nay, nắng nóng 35 độ chỉ còn cục bộ ở Biên Hòa, Thủ Dầu Một. Các thành phố khác như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Châu Đốc, Cao Lãnh, Vĩnh Long với mức nhiệt từ 33 đến 34 độ. Thậm chí là Cà Mau, Sóc Trăng và Vũng Tàu còn mát mẻ 31 độ. Thành phố đảo Phú Quốc hôm nay thì cũng khá mát với mức nhiệt 31 độ. Trời nắng gián đoạn, có lúc nhiều mây, mưa có thể xuất hiện bất chợt về chiều. Quý vị nên để ý khi có biểu hiện mưa dông, cần hạn chế ra ngoài. Về chiều đến đêm thì không khí mới thoáng đãng hẳn với mức nhiệt 26 độ. Mưa cũng là trạng thái thời tiết chủ yếu trên các vùng biển ven bờ Nam Bộ, nhất là ở vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu xuống đến Cà Mau. Cảnh báo mưa rào rải rác